Thế thì bảo đi. Bà thì bảo mày có mượn nữa không thì anh đi anh mua cho con khác. Vâng. Lồng Sài Gòn đấy mấy lít à? 4 lít à? 4 hay 5 lít? 5 lít rưỡi à? Thế thôi thì vào thế đi, bảo có mượn nữa không để tao mượn cho con chim mồi của thằng cu em nó đưa cho nó đấy. Nên chứ loại đánh mà cứ treo xong có đời đi ngủ đi, thế thì cứ để đấy xong bắt đầu được thì được không được thì thôi ngồi ngâm tôm mà. Sáng ra báo tôi thích cảm xúc. Thì đây còn phải ra viện mắt à. Ông hôm qua là nhìn thấy đó tôi bị lẹo theo nên đéo bây giờ đang sưng hết mắt rồi. Là